Na Uê Đa Ma Ni Sika Ba Đăng Sama Đi A Mi. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Imani ban jasi kabadani sa tukang tatuang pamade nani cakalang samar kita bang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải làm nguyện giữ hành theo cái đạo trong sạch đừng có dễ vui. À, Ma Phạn Tê và dạ, chúng con xin vâng. Sì lệ na chư Phật tinh nhân tị sì lệ na phu ca sam bát đa sì lệ na ni Phật tinh nhân tị ta sma sì lăng vị số tha ye nhân chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Sa thú sa thú lành thai Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng quá Uttamang bút thể vô ca lý tô đô sô bút thô Kama tu tăng ma măng con bé mất lầm thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh chế đuôi thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tổ đồ sô thâm mộ khá ma tu tăng má mạng con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Phạm hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cứu xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đu vi thốt ta mạng sanh khề vô kha li tô đồ sô sanh khổ khá ma tu tặng ma mạng con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phật tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cú xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sit thi ya chân là ga tha xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu y đăng phá lăng ngày ta smin rất là ta ya smin sam bất sai đà na chê ta xuống cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú làm thai, a ca sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca. Bụn nhàng nô á nô mô đàm tu chi rằng rạc hành tu xa xa năng. Akasatha chapum matha devanaga matika Bunyang no anomo dantu chirang rakkantu no garu Akasatha chapum matha devanaga matika Bunyang no anomo dantu chirang rakkantu nyata yo Akasatha chapum matha devanaga matika Bunyang no anomo dantu chirang rakkantu bani no Akasatha chapum matha devanaga matika Bunyang no anomo dantu chirang rakkantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thân mọi điều lắm vui thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phật đều chúng con ngộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài uyển thuộc cánh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Dặn tình chi cú sa la căm mặn cách tắp bằng ti ri dặn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ra tăng cát tăng về sát ta san ni no a ti về cha sát ta a san ni no cát tăng quân nhà pha lăng mây hàng sắc bệ pha ri pha hoàn tu tê
về tăng các tăng suy đi tăng đình năng quân nhã phá lăng và già về nan tí đề hòa gần tòa đi quê đã dùm sắp bề lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhân phổ cha nặng sắp bề là phan tu ma ma chê ta xa tí phước căn con đã tạo thành cho thân khi tu hành do nên đều là phước bảo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con ngồi hưởng dân ban chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắc cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sánh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hòa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô nguyện thanh nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quá kha già hoàng hồ tu xin cho sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mẫu duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ con đã xong phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới. Dạ con kính cảm ơn ngài Trị Đức đã truyền tam quyên ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng con. Dạ phước báo trong sạch nào con đã có được trong ngày hôm nay con kính dâng đến ngài Trị Đức cùng quý sư, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang cùng chư tôn đức và con cùng kính dâng đến quý bà, quý cô tu nữ và như cô tu nữ như pháp và con mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố và được đại thọ. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị trong đạo tràng đều được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tự Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trị Đức. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đại đức Phước Thạnh, đại đức Phước Sang. Kính chào cô tu nữ như pháp, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 151. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hệ sì á răng ta thà ca tô lô cú ta mô sắp bá ca rù hít chê thác cô lô ca sá sá thà chá nát đầm má phù quý đồ hoành đà má hành tầng rá rá phù. Cha này giá cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng não trói chân. Tô chủ trí năng vô lượng tư đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bát đi bồ quý thế tát sát sát thu nô lô ca nam mạnh thát sa quy na sa rô cô sát bành nhu bút thấp bát đi phù thi sành nhá tô hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm đạt dưỡng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh khô quý số thô số an tát sát xà quốc cô sát xà số tà mù quốc ra thầm mất sát xà cô niên đà bất sanh xà đi a na đa rù quá rù hoành đà mất hành tầng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn phật đà tâm học mong rõ đem mà thoát thân
Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bị, con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận ác thế gia tề chề na sĩ kha mê e tu quá tha năng tá xà bi a nu pha quê na sa hát xà dê na sĩ chạch tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tấn dân ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 151. Mình chào Sư Dung Nguyễn. Lâu quá hôm nay mới gặp lại ha. Sư có ăn vui không? Mình chào Sư Dầm Man vừa đến với Pháp hội. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 151. Chi ranh ti huệ ra chát gắt rắc thà su chít tà. Chi ranh ti huệ ra chát rắc thà su chít tà. Chi ranh ti huệ ra chát rắc thà su chít tà. Rồi bây giờ câu số 2. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2 ha. Chi ranh ti huệ ra chát tha su chít ta. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. Chi ranh ti huệ ra chát ra tha su chít ta. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. Chi ranh ti huệ ra cha ra tha su chít ta. A thù sa ri râm vi cha răng u về tí. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sa tành cha thầm mô na cha răng u về tí. Sa tành cha thầm mô na cha răng u bề tí. Sa tành cha thầm mô na cha răng u bề tí. Và câu cuối cùng. San tô ha huệ sa phi ba huệ đã dành tí. San tô ha huệ sa đúng rồi sa phi. San tô ha huệ sa phi pa huệ đa dành tí. San tô ha huệ sa phi pa huệ đa dành tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Mô na cha răng u về tí. San tô ha huệ sa phi pa huệ đa dành tí. Sa tành cha thầm mô na cha răng u về tí. San tô ha huệ sa phi pa huệ đa dành tí. Sa tành cha thầm mô na cha răng u về tí. San tô ha huệ sa phi pa huệ đa dành tí. Câu này hơi khó mà dài ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại. Chi ranh ti huệ ra chát ra tha su chít
ta ác thù xa rì rầm vi cha rằng u về tí xa tành cha thầm mồ na cha rằng u về tí sành tổ ha về sắp phá về đã dành tí. Chi rành tí về ra cha ra thà su chích ta ác thù xa rì rầm vi cha rằng u về tí xa tành cha thầm mồ na cha rằng u về tí sành tổ ha về sắp phí phá về đã dành tí. Chi rành tí về ra cha ra thà su chích ta ác thù xa rì rầm vi cha rằng u về tí xa tành cha thầm mồ na cha rằng u về tí sanh tổ ha về sắp phi bảo về đã dành tí. Câu 151 cuối câu số 2 là một đoạn âm. Vậy thì chúng ta nếu mà hơi sức yếu thì có thể dừng lại bất cứ chỗ nào, không bắt buộc phải dừng lại cuối câu số 2 ha. Cho nên quý vị nếu mà hơi dài thì đọc liền một hơi, còn hơi ngắn thì có thể dừng lại sa tăn hoặc là thầm mồ. Qua câu số 3 có thể dừng lại bất cứ một trường âm nào đó cũng được ha. Ví dụ chi ran ti quê ra cha ra tha su chi ta át thù sa rì rầm vi cha rằng u bê ti sa tan cha thầm mô. Chỗ này hay thôi rồi ha, dừng lại thầm mô, chữ mô phải kéo dài nha, chứ đừng đọc tới chữ thầm mô rồi cái tới chữ mô cái hay thời cái rồi thấy nghe giống như một đoạn âm. Mà nếu dừng lại nơi trường âm thì chúng ta phải kéo dài trường âm đó. Cha rành u bê tí sa tan cha thầm mô, chữ mô phải kéo dài, hoặc là chữ thầm cũng được ha. Rồi đó là trên nghe cách đọc trường âm và đoạn âm. Còn bây giờ trong cái giọng kệ một câu nó dài thế này thì chúng ta áp dụng theo cái luật 4-4-3 4-4-3 ha. Tức là một câu tới 11 từ. Với 11 từ như thế này thì chúng ta áp dụng 4-4-3. Bây giờ chúng ta đọc cho quý vị chú ý nha, nhưng mà cố gắng đọc một lần hai câu, trừ ra những cái vị nào lớn tuổi hơi yếu thì chúng ta đọc từng câu một, nhưng mà từng câu một chúng ta phải gom lại hai câu để nó nương nhau. Chúng ta đi đọc trước. Chỉ đánh tiêu quê ra cha ra tha su chinh ta thô sa ri lầm bi cha răng u bê tì sa tanh cha thâm mô cha răng u bê tì san tô ha quê sâm phi ba quê đa danh tì. Đọc lại ha. Chỉ đánh tiêu quê ra cha ra tha su chinh ta thô sa ri râm vi cha răng u bê tì sa tanh cha thâm mô na cha răng u bê tì san tô ha quê sâm phi ba quê đa danh tì. Chỉ đánh tiêu quê ra cha ra tha su chinh ta thô sa ri râm vi cha răng u bê tì sa tanh cha thâm mô cha răng u bê tì san tô ha quê sâm phi ba quê đa danh tì.
Em nữa ha. Jiranti ve ran charatha su chinta tho sari ram vicharang ube ti sa tan cha tham mo charang ube ti san do ha ve sam phi ba ve dai dan ti xe vua đẹp cũng già thân này rồi cũng thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chi thiện nói lên cho bậc thiện. Rồi đây là một câu hơi khó ha. Rồi sa thủ chi kim chi mê chi không mai theo thứ tự ha. Chúng tôi thấy sao đọc vậy ha. Chiếc kem bữa hôm nay đưa tài trước ha. Rồi mới tới chiếc mây ta, rồi chiếc hồng mai. Rồi sa thủ xin mời. Con xin kính chào sư ký đức. Đức sư xuất gia các vị Phật tử. Chàng ơi, con đâu muốn lên đọc nhất đâu sư. Con lên hai ba lần luôn mà. Con thấy cô Mít Trà không nghe mấy sao kể. Bữa nay muốn lên trước cái cổ cho con lên trước cái sư. Không dám đâu. Hên mồ vặt á. Bữa nay con không nữa. À, trời hên thiệt á. Mấy bữa hình lên trước. À chiếc kim bữa nay hổn nha. Trời ơi trời. Con sợ sư luôn nha. Là sư có nghe con rõ không sư? Sao con thấy chỉ có cô Hồng Mai với cô Mít Trà, cô Mít Trà nó quên vậy không đó, quên đó. Con đi lên đi xuống vô, đi ra hai ba lần luôn. Con thấy chắc không xong rồi. Chắc là cô không muốn đọc đầu, cô để cho con dính chắc rồi đó. Nói nhiều quá, con là vậy mà sư. Sao sư cũng nói con đọc đi. Rồi để con đọc. Con xin đọc kinh pháp. Cú số 151. Chi văn tí quê ra chắc ra thà sư chích tà anh chi trao rằng úc thề chi xa tành thầm môn úc thề chi sành tổ há quê sắp chi phá quê đã dành đi. Chi văn tí quê ra chắc ra thà sư chích tà ác hồ sa cho rằng úc thề chí sa tành cha thầm môn nó cho rằng úc thề sành tồ há huệ sắc chi phá huệ đã dành tí. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Chi sành trường âm nhắn tí đoạn âm quê ra hai trường âm thông thường chá ra hai đoạn âm ta trường âm thông thường xứ đoạn âm chích trường âm nhắn thường. Câu số 2, á đoạn âm, thô trường thường, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường. Râm trường âm nhắn, bí, chá, hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đoạn âm, tê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4. Chi rằm chi quê ra cha ra thà su chích tà á thô sa rì rằm chi cháu rằng úc thề chi sa tành cha thầm mồ na cháu rằng úc thề chi sành tồ há quê sắc đi phá quê đã dành tí. Phân tích câu số 3. Đoạn tành ngâm nhắn chá đoạn âm trường âm nhắn mô trường âm thông thường. Sư sư, quý vị có nghe mấy con chim nó ca ở phía nhà con không? Đó, giờ này nó đình công, đó, nó ca dễ sợ chưa? Ủa, con tới đâu rồi? Con phân tích lại câu số 3. Xá đoạn âm, tranh, trường âm nhắn, chá đoạn âm, thâm, trường nhắn, mô, nhằm, âm, ú đoạn âm, thề, âm thông thường, tí đoạn âm. Phân tích câu cuối cùng số 4.
sanh trường âm tô, trường âm thông thường, há âm quê trường âm thông thường, sáp đoạn âm, sáp trường âm ngắn, khí phá hai đoạn âm quê trường âm thông thường, đá đoạn âm danh trường âm ngắn, tí đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Sát tầm chát thầm mồ na cha rằng út thề ký sành tồ há quê sáp ký ba quê đa dành tí. Chì rằng ký quê ra cha ra thà sư chích tà á thồ sá rì thêm chát thầm mồ na cha rằng út thề ký sành tồ há quê sáp ký ba quê đa dành tí. Chị và cha thà sư chích tà á thồ sa vì rầm thi cháu rằng út thề ti sa tành cha thầm mồ na cháu rằng út thề ti sành tồ há quê sắp đi phá quê đã dành ti. Chị răng ti quê ra cha ra thà chích tà á thồ ti rầm thi cha ra thà rằng út thề ti sa thành tổ ha quê sắp tháo quê rằng ti quê ra cha ra tha chi chết ta a sa về râm thì cha rằng út thề thì ta tham rằng út thề thì sanh tổ ha quê sắp thi phao đa già xe vô đẹp cũng già thân này rồi sẽ già pháp bậc thiện không già như vậy tại bậc chí thiện bậc thiện. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho kinh Pháp Cú 100. Con cảm ơn cô Hồng Mai, cô Mít Trà cho bông hoa trùng vỗ tay, vỗ chân. Sư không cho gì hết, chắc rồi. Thế nên có một cái, không sao. Ồ, quý vị có nghe mấy con chim sẻ nó ca hót. Sau bữa mai tự nhiên nó lại ca ủng sùng nó nhiệt miếng nữa. Mấy bữa 3-4 giờ nó mới ca. Thưa các cô tu nữ và quý Phật tử, con có đọc cái gì sai hay phân tích gì sai á thì cho con biết, con xin cảm ơn. Dạ con xin nhường máy lại cô Mít Tạ. Chúc cô may mắn nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim, cô Đờ Men cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Quý Bảo với cô Tu Nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 151. Chỉ rành tí quê ra chá ra tha su chích ta tho sa ri ram bi cha rằng u bê ti sa tần chất tham mô na cha rằng u bê ti san to ha quê sập phi ba quê đa dàn ti. Và con xin phân tích chi trường âm thông thường, ranh trường âm ấn tí đoạn âm quê ra hai trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, xú đoạn âm chích trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, á đoạn âm thô trường âm thông thường, xá đoạn âm ri trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, bí chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, b trường âm thông thường, tí đoạn âm. Chì rành tí quê ra chá ra tha su chích ta a thô sa ri râm bí chá răng u bê tí. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Xá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, ná đoạn âm, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, b trường âm thông thường, tí đoạn âm, san
trường âm nhẫn tô, trường âm thân thượng há, đoạn âm quê, trường âm thân thượng sắp, trường âm nhẫn phí, đoạn âm bá, đoạn âm quê, trường âm thân thượng đá, đoạn âm danh, trường âm nhẫn tý, đoạn âm. Sa tần cha thầm mô na cha rằng u bê tí san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành tí. Dạ, con xin đọc lại từ đầu. Chì rành tí quê ra cha ra tha su chít ta a thô ra ri rầm bi cha rằng u bê tí sa tần cha thầm mô na cha rằng u bê tí san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành tí. Chị rành tí quê ra cha ra tha su chít ta a thô sa ri rầm bi cha rằng u bê tí sa tình cha thầm mô na cha rằng u bê tí san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành tí. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ ran ti quê ra cha ra tha su chích ta a thô sa ri rầm bi cha rằng u bê tì sa tân cha thâm mô na cha rằng u bê tì san tô ha quê sam phi ba quê đa danh tì. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời cô Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, kính lễ quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Kim, chị Netta và The Man đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 151. Chiram ti quê ra cha ra tha su chít ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê ti sa tành cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha huệ sát phi pa huệ đa dành ti. Chi ram ti huệ ra cha ra tha su chít ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê ti sa tành cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha huệ sát phi pa huệ đa dành ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chi, trường âm thông thường. Ran, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Quê, ra, hai trường âm thông thường. Chá, rá, hai đoạn âm. Tha, trường âm thông thường. Xú, đoạn âm. Chít, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Thô, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Ri, trường âm thông thường. Ram, trường âm nhấn. Tí, chá, hai đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, đoạn âm. P, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Chì ràn ti quê ra cha ra tha su chít ta a thô sa ri ram pi cha răng u pê ti. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, ná, chá, hai đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú, đoạn âm, kê, trường âm thông thường, tí, đoạn âm,
san trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, há đoạn âm, quê trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, phí đoạn bá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, gian trường âm nhấn, tí đoạn âm. Sa tành cha thầm mô na cha rằng u bề tí san tô ha quê sắp thì ba quê đa dành tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 151. Chì rằng tí quê ra cha ra thà su chít ta a thô sa rì rằm pi cha rằng u bề tí sa tành cha thầm mô na cha rằng u bề tí san tô ha quê sắp thì ba quê đa dành tí. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Chi ran ti ve ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram pi cha rang u pe ti sa tăng cha tham mô na cha răng u bê tê san tô ha huê sa phi pa huê đa dành tê chi răng ti huê ra cha ra tha su chi ta a tô sa ri răng pi cha răng u bê tê sa tăng cha tham mô na cha răng u bê tê san tô ha huê sắp đi về quê đã dành tì. Dạ con đã đọc phân tích, con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức, cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 151. Chi ran ti ra cha ra tha su chit ta a tho sa ri ram pi cha ran u bề tí sa tành cha thầm mồ na cha rằng u bề tí san tô ha quê sắp bí sắp phí pa quê đa dành tí. Đọc câu 1 và 2. Chi ran tí quê ra cha ra tha su chi ta a thô sa ri ram bí cha rằng u bề tí chi ran ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram bi cha rang u bề tí. Chi là trường âm thông thường, ran trường âm ngắn, ran trường âm nhấn, tí đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, chá là hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, su đoạn âm, chít trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, á đoạn âm, thô. Cái chỗ này đọc là thô hay là á thô? Á thô, xa, á là đoạn âm, thô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, ra bí bí cha hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, p trường âm thông thường, tí đoạn âm. Đọc lại câu 1 và 2. Chi răng tí quê ra cha ra tha su chít
ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê tí sa tần cha tham mô na cha rằng u bê tí sam tô ha quê sa pi ba quê sa phi ba quê đa dành tí. Phân tích câu ba, câu 3 và 4. Xá là đoạn âm, tân trường âm nhấn, chá đoạn âm, thăm, mô hai trường âm thông, thăm là trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, ná, chá là hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, p trường âm thông thường, tí đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, há đoạn âm, quê trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, phí là đoạn âm, bá đoạn âm, quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm. Đọc lại câu 3 và 4. Sa tành cha tham mô na cha rằng u bê tí sam tô ha quê sáp bí ba quê đã dành tí. Đọc lại 4 câu. Chi ti quê ra cha ra thà su chi ta a thô sa ri ram bi cha rằng u bê tí sa tành cha tham mô na cha rằng u bê tí sam tô ha quê sáp phi ba quê đã dành tí. Chi ram ti quê ra cha ra thà su chi ta a thô sa ri ram bi cha rằng u bê tí sa tâm cha tham mô na cha rằng u bê tí sam tô ha quê sa pi ba quê đa dầm tí. Chi ram tí quê ra cha ra tha su chi ta a thô sa ri ram bi cha rằng u bê tí sa tâm cha tham mô rằng u bê tí sam tô ha quê sa pi ba quê đa dầm tí. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con đã đọc xong, con xin kính mời đạo tràng. Con xin mời viết kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ, con cảm ơn cô The Man. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 151 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Chi ranh ti quê ra cha ra tha su chi ta a thô sa ri ram bi cha rằng u bê ti sa tan cha tham mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sa phi pa quê đa dành ti. Chi ranh ti quê ra cha ra tha su chi ta
ta át hồ sa ri râm bi cha răng u bê ti sa tăng cha thầm mô na cha răng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành tí. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chi răng ti quê ra cha ra tha su chít ta át hồ sa ri râm bi cha răng u bê ti. Chi là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, chá, rá là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, bí, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Chi răn tí quê ra chá ra thà su chí ta á thô sá rì râm bí chá răng ú bê tí. Là câu số 3 và câu số 4. Sát tăng cha thầm mô na cha răng u bê tí san tô ha quê sa bá quê đa danh tí. Xá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, ná, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, phí, bá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Sát tăng chá thầm mô na chá răng ú bê tí san tô ha quê sắp phi ba quê đa danh tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Chi răn tí quê ra chá ra thà su chí ta á thô sá rì râm bí chá răng ú bê tí sát tăng chá thầm mô na chá răng ú bê tí san tô ha quê sắp phi ba quê đa danh tí. Xe vua đẹp già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chí răn ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram bi cha răng u bê ti sa tan cha tham mô na cha răng u bê ti Santo ha we sam phi ba we da yan ti. Chi ran ti we ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram bi cha rang u pe ti. Sa chan than mo na cha rang u pe ti. Santo ha we sam phi ba we da yan ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời về kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trì Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Giang, Sư Phước Thạnh và con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Tràng. Con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bảo với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng.
con xin đọc bài câu pháp cú 151 và con cảm ơn Như Quang đã bót bài. Chi ran ti quê ra cha ra tha su ta a tho sa ri ram bi cha rang u be ti sa tanh cha tham mô na cha rang u be ti san to ha quê sắp sắp phi ba quê đa ran ti chi ran ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho a tho sa ri ram bi cha rang u be ti sa tanh cha tham mô na cha rang u be ti san to ha quê rap phi ba quê đa ran ti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chi ran ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram bi cha rang u bê ti. Chi là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, quê là trường quê, ra là hai trường âm thông thường, chá rá là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, xa xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, bí chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Chi ran ti quê ra cha ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri ram bi cha pu bê ti. Câu 3 và câu 4. Xá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Sa tành cha thầm mô na cha rằng u bê ti. Câu hôm qua câu 3 là săn. Câu 4 săn là trường âm thông trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, phí là đoạn âm, bá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. San san to ha quê sắp phi ba quê đa răn tí. Con xin sắm mối chút nào. Sa tành cha tham mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa ràn ti. Dạ con xin phép đọc lại toàn bài. Chi ràn ti quê ra cha ra tha su chi ta a thô sa sa ri ram bi cha rằng u bê ti sa tành cha tham mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa ràn tị. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ ạ.
chỉ dẫn ti quê ra cha ran tha dù con xin sám hối chỗ này bị sai rồi dẫn ti quê ra cha ra tha su chi ta a đô san ni ram bi chăng ra u bê ti sa tánh cha tham ô na cha răng u bê ti san tô ha quê sắp phi bà quê đa răn ti chi răn ti quê ra cha ra tha su chi ta a thu sa ri ram bi cha răng u bê ti sa tánh cha tham mô na cha răng u bê ti san tô ha quê sắp phi bà quê răn ti à, con xe vua đẹp cũng già thân này rồi cũng già pháp bậc thiện không già như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai thì mong ngài Trí Đức và quý sư sửa cho con và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức pháp, ân đức tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ đến chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc câu pháp cú 150. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Cảm ơn cô Như Văn Cần đã bót bài. Đàn tí về ra chá ra thà su chí tà á thô xá rì rầm bí chá rằng ú bề tí xá tàn chá thầm mồ ná chá rằng ú bề tí sàn tô há về xá phi ba về đá dàn tí. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chì ràn tí về ra chá ra thà su chí tà á thô xá rì rầm bí chá rằng ú bề tí. Chi là trường âm thông thường, ran là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, v là trường âm thông thường, ra là trường âm nhắn, chá rá là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chít là trường âm nhắn, ta là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, râm là trường âm nhắn, bí, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ú là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Chì ràn tí về ra chá ra thà su chí tà á thô xá rì râm bí chá răng ú bê tí. Câu 3 và câu 4. Sa tàn cha thầm mô na cha rằng u bề tí sàn tô ha về sa phi ba về đa dàn tí. Xá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, v là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, phí là đoạn âm, bá là trường âm v thường, đá là trường âm nhấn, danh là trường âm đá là đoạn âm. Con xin sám hối. Danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. S-
sa tàn cha tham mô na cha rằng u bề tí sàn tổ ha về sa phí ba về đa dàn tí. Chì rằng tí về ra cha ra thà su chi ta a thô sa ri rằm bí cha rằng u bề tí sa tàn cha tham mô. Na cha rằng u bề tí sàn tổ ha về sa phí ba về đa dàn tí. Chì rằng tí về ra cha ra thà su chi ta a thô sa ri rằm bí cha rằng u bề tí sa tàn cha tham mô. Na cha rằng u bề tí sàn tổ ha về sa phí ba về đa dàn tí. Xê vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, pháp bất thiện không già, như phải bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Đó là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Chí văn tì về hê ra ta thả sư chê ta a thô cha ri râm bi cha răng u bê tì sa tan cha tham mô na cha răng u bê tì santo ha ve sa vi ba ve ca yam ti. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Hello, 123, 123. Chị Kim nói hết người đọc rồi. Hết người đọc rồi. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Nhưng mà trước khi vào ý nghĩa từ vựng, chúng ta ôn lại một lần. Chỉ rằng tư về là chết thà suốt chết tà ác thô sát ri lầm bí chát rằng u bề tí sát tành chá thầm mô chát rằng u bề tí sân tù hạ quê sắp khi bảo quê đã dành tí. Và giọng kệ thì quý vị chú ý ha. 4, 4, 3. 4, 4, 3 thì nó sẽ có một cái âm điệu. Chi ran ti quê ra cha ra tha su chin ta a thô sa ri ram vi cha ram u bê ti cha tan cha tham mô na cha ram u bê ti san tu ha quê
sam phi ba quê a danh thì như vậy thì quý vị thấy trong cái dòng kinh cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên chúng ta thấy chỗ nào có trường âm thì dừng lại, mà khi dừng lại thì chúng ta phải đọc đó kéo dài. Hôm nay quý vị thực hiện rất tốt câu Phật ngôn 151. Rồi là ý nghĩa nó làm sao qua những từ này: chi ranh tí quê ra cha ra thà su chích ta. Ý nghĩa câu đầu tiên ha, chi ranh tí. Đây là một động từ số nhiều. Động từ này nó lên sự mục nát, thối rửa, làm cho già nua, tàn tạ hoặc là trở nên già. Chữ chi ranh tí, cái động từ số nhiều ha. Rồi chữ quê là quả thật là đúng vậy hoặc là đương nhiên. Ra cha đây là một danh từ nam tính ha. Ác răng tấp cung đình ga ra cha có nghĩa là quốc vương, ông vua ha, hay là nhà vua. Rồi chữ ra tha gió từ ra tha là một danh từ nam tính. Ác răng tấp cung đình ga ra tha có nghĩa là chiếc xe, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti, cho nên nói rằng những chiếc xe của đức vua, từ cuối cùng suchitta. Chữ suchitta tiếp vào ngữ su có nghĩa là tốt, khéo léo. Và chữ chitta ở đây nó là một tỉnh từ, không phải chitta là tâm nữa, mà ở đây chữ chitta nó đứng làm chủ từ số nhiều. Và thamma và hữu quá chana vừa phát tí, cho nên chitta biến thành chitta. Chitta là lộng đẩy, đẹp đẽ, sáng lạng, tức là ở đây nó có ý nghĩa là sáng sủa. Còn nó đứng một vị trí khác, chitta có nghĩa là, nhưng mà ở đây nó là tỉnh từ thì nó có nghĩa là sáng sủa, lộng lẫy, đẹp đẽ. Vậy thì số chitta là khéo được trang điểm. Vậy thì đi răng tiếu quê ra cha rất thà sư chích ta, quả thật những cỗ xe của đức vua khéo được trang điểm, tức là những chiếc xe mà nó trở nên già ha, cũ kỹ, nhưng mà được trang điểm một cách lộng lẫy. Rồi, quả thật những chiếc xe tàn tạ của đức vua trang điểm, tức là những của xe cũ á. Rồi bây giờ câu số 2: Atho sari lầm vichá rằng u bề tí. Atho atha có nghĩa là và, rồi cũng và
và rồi, hoặc là cũng chữ a tha. Ở đây nó là một bất biến từ ha, chữ a thô. Rồi cái từ thứ hai, sa ram, sa ri ram pi, sa ri ram pi, sa ri răng cộng với a pi và biến thành sa ri ram pi. Sa ri răng do từ sa ri đá, sa ri đá là một danh từ trung tính akrantana phụng sakalinga. Sarira được kia theo đối cách số ít đối trị gia quy pháp thế e có vấn đề na, cho nên Sarira biến thành Sariran. Sariran có nghĩa là xác thân hay là thân thể, thân thể. Và chữ api ví như ha, ví như thân thể Sarirampi, hay là ngay cả thân thể, hay là dù thân thể, chỉ dù chỉ ngay cả, đó là chữ áp bí. Rồi sa ri rầm bí, ngay cả cái thân thể này, ngay cả xác thân ha. Chữ cha và chữ thô khác nhau như thế nào? Cha có nghĩa là và, a thô có nghĩa là cũng ba rồi, cũng đại nữa, cũng tùy theo trường hợp. Chữ a thô. Rồi sa ri ra thân thể sa ri rầm pi, tức là sa ri răng cộng với a pi, thành ra sa ri rầm pi, ngay cả sát thân ha, ngay cả sắc thân. Rồi chắc răng, chắc răng do từ chắc ra, chắc ra là một danh từ nữ tính akaranta ithilinga, và ở đây chắc ra được gia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tiết e câu quá trình á, cho nên chắc ra biến thành chắc răng. Chắc răng là sự già nua, sự già nua. Rồi upeti, upeti đây là một cái động từ do cái động căn ngữ của động từ gacchati là đi, và upeti ở đây có tiếp động ngữ upa ở phía trước. Upeti có nghĩa là đi đến, một động từ số ít, đi đến hay là gần kề. Vậy thì Atho Sariram Vicharan Upeti, và rồi sắc thân cũng đi đến sự già nua, và rồi sắc thân cũng đi đến sự già nua. Câu số 2 ha. Rồi qua câu số 3. Sa tăng cha tham mô na cha rằng upeti. Sa tăng cha tham mô na cha rằng upeti. Câu số 3 chúng ta thấy có 5 từ ha. Sa tanh cha là 1, tham mô là 2, na là 3, chắc răng là 4, upeti là 5. Vậy thì ở đây chữ sa tanh cha, sa tanh cha do cái từ quý cha. Chữ sa tanh ở đây chữ sa tăng cộng với cha có nghĩa là và của giới đức, của bậc của những bậc mà tốt, những bậc thiện, những
của giới đức Phật các cái việc thiện, tức là nói về đức hạnh đó. Thì có ý nghĩa là chỉ nhân nữa, nhân và thì ở đây nói lên cái giới đức của những cái bậc mà thánh thiện, những cái đức hạnh của những cái vị mà có phạm hạnh tốt. Chỉ sa tần cha và chỉ tham mô ở đây có ý nghĩa là giáo pháp, giáo pháp. Ná là không, chắc răng là già nua, u bê tí là đi đến hay là đến gần. Vậy thì chữ chá răng, chữ u bê tí ở trên chúng ta cũng đã thấy hả, nhưng mà ở đây có chữ ná ở trước, tức là không, không đi đến sự già nua. Không đi đến sự già nua. Rồi như vậy thì cái câu số 3 này, sa tăng giá thăm mô nó cha răng u bê tí và giáo pháp của các bậc thánh thiện. Chữ sa tăng giá là đại diện, nó là một cái đại từ thay thế cho những bậc phạm hạnh, những bậc thánh thiện, những cái bậc cao nhân, những bậc hiền trí. Giáo pháp của các bậc thánh thiện không đi đến sự già. Ý nghĩa câu số 3. Và câu số 4, sanh tù hóa về sắp phi pháp về đa dành tí, sanh tù hóa về sắp phi bao về đa dành tí. Rồi ở đây chữ sanh tô do từ sanh tá ha, nhưng mà sanh tô ở đây có nghĩa là các bậc thánh thiện, các bậc thánh thiện, các bậc hiền triết. Rồi chữ ha quê là đúng vậy, thật vậy. Ha quê thật vậy, đúng vậy. Chữ sanh tô do từ sanh tá là những cái bậc mà hiền trí, những bậc mà ấn sĩ, những bậc mà gọi là có một cái sự thanh tịnh nội tâm á, các bậc thanh thiện. Rồi đúng vậy, sắp phí, sắp phí là sao đây, sắp phí là tốt đẹp à, thì sắp phí là những người tốt lành, những cái người mà ám chỉ, do cái từ sanh tá đó. Sắc phí này đại diện cho cái từ sanh tá, nó được sử dụng như là một sử dụng cách số nhiều, tức là sử dụng cách số nhiều nói lên cái ý nghĩa của sử dụng cách tá thì giao vừa phát tiếp phổ quá trời nhé. Thì cái chữ sanh tá này, chữ sắc phí đến các người mà tốt đẹp, đến các người mà hiền thiện, tích tỉnh, chỉ là chúng ta hiểu đó là cái chữ sanh tá ha, tức là nó đại diện sắp bá. Ở đây sắp phí là số nhiều ha, và chữ sắp bá này đại diện cho các cái vị phạm hạnh, các cái vị hiền thiện, các vị thánh thiện. Rồi nó quan trọng là cái chữ bao quê đã dành tỷ, quê đã dành tỷ, động từ số nhiều này nói lên cái vấn đề tuyên thuyết, tuyên bố, thuyết giảng. Bao quê đã dành tỷ có tiếp là ngữ bá, chỉ cho sự nhấn mạnh về cái vấn đề thuyết giảng, tuyên bố, nói lên. Vậy thì câu số 4,
sanh tô á quê sắp phi phá quê đã dành tị. Đúng vậy, các bậc thánh thiện tuyên thuyết đến các người tốt lành, tức là các bậc thánh thiện đã nói với những cái bậc thiện hiền, những cái người tốt. Câu Phật ngôn 151 cho chúng ta một ý nghĩa. Đương nhiên những cỗ xe của đức vua khéo được trang điểm sẽ tàn tạ, và sắc thân cũng đi đến sự già nua, nhưng mà giáo pháp của bất các bậc thánh thiện đi đến sự già. Đúng vậy, các bậc thánh thiện tuyên thuyết đến các người thiết hà tốt đẹp. Đương nhiên những cỗ xe của đức vua khéo được trang điểm sẽ tàn tạ, và sắc thân cũng sẽ đi đến sự già nua, nhưng mà giáo pháp của các bậc thánh thiện không đi đến sự già. Đúng vậy, các bậc thánh thiện nói lên đến những cái người hiền thiện. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già, pháp của đức vua Tam Ma sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già, pháp của đức vô Tam Ma sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: xe vua đẹp cũng già, thân này bụi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Như vậy thì trong cái phần từ quần thêm, chúng ta thấy cũng có những, trong phần dịch ra chúng ta cũng thấy có những cái nó hơi rắc rối ha, tức là bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện, pháp của đức vua Tam Ma sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Vậy thì chúng ta hiểu qua duyên sự như thế nào. Câu Phật ngôn 151, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, để hiểu ý nghĩa của Phật ngôn này. Nhưng mà riêng trong tự vận, quý vị thấy có gì rất là rõ không? Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn 151 ha. Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì ngài đề cập đến đức vua Vasenadi. Đức vua Vasenadi ở trong cái xứ Kosala ha. Thường thường Vasenadi Kosala. Và đức vua này có một vị hoàng hậu rất là trí tuệ tên là Manlika. Vị nào biết tên của vị hoàng hậu Manlika này như thế nào? Alo, còn nghe không? Đức vua Vasenadi có một vị hoàng hậu tên là Manlika. Như vậy là ở đây là Malika chứ không phải là Man. Manlika, chỉ còn ai biết đúng này. Chị Kim nó học giỏi lắm mà sao biết chữ Manlika mà biết con trật lắc.
Đó. À, câu kệ này được Đức Phật thuyết ra tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến Đức vua Bassê Na Đi Ba Tư Nặc ha, hỏi về sanh thú của hằng hậu Manlika. Đúng rồi, chữ Manlika. Ủa, biết rõ vậy hả? Sao mà chữ nhỏ xíu vậy? Nhìn muốn đuôi mắt luôn. Thôi xin lỗi ha, nói sai nói lại mấy hồi. À, nhờ Thích Như Quang nó đưa ra bự bự vậy mới khỏi hiểu lầm, chứ còn chữ nhỏ xíu và lụng tụm mắt mờ tai điếc chơi gì cái chữ nhỏ xíu, hà tiện quá. Bộ sẽ nói đọc chặt rồi cái kiếm chuyện nữa nha, chán thiệt. Một ngày nọ, hoàng hậu Manlika đi vào phòng tắm. Khi mà rửa mặt xong, cúi mình xuống định rửa bóp vế chân tay, thì cùng vào phòng tắm với hoàng hậu có một con chó mà bà rất là cưng. Khi thấy bà đang khom lưng xuống như vậy thì nó khởi lên sự luyến ái làm chuyện giao hoan bất chánh. Bà lại thỏa thích vì sự xúc chạm của nó nên đứng yên. Đức vua ở tầng lầu trên nhìn qua cửa sổ thấy rõ chuyện đó, và chờ khi hoàng hậu trở ra thì mới quở rằng: này cái con tiện tỳ hư đố, tại sao ngươi lại có hành động như thế được? Cho bệ hạ, thần thiếp đã làm việc gì? Ngươi đã giao oan cùng con chó. Sau đại vương, chuyện đó không có đâu, chính mắt trẫm đã trông thấy rõ ràng, trẫm chẳng tin người đâu. Này cái con tiện tỳ hư đố, tôi về hà, bất cứ ai đi vào phòng tắm thì cái người đứng mà nhìn qua cửa sổ này cũng thấy rõ một người thành ra hai người hết. Này dâm nữ, người nói không thật. Tâu đại vương, nếu ngài không tin thiếp thì xin bệ hạ hãy đi xuống phòng tắm đó để thần thiếp nhìn qua cửa sổ xem thử ra sao. Đức vua thì bản chất đần độn, tin theo lời của cô ta đi xuống tắm, và hoàng hậu đứng tại cửa sổ nhìn xuống réo lên: ô đại vương điên rồi, sao ngài lại hành dâm cùng con dê cái như thế? Lẽ canh chứ có nói vậy, chẳng không có hành động tồi bại như thế đâu. Chính mắt thần thiếp đã trông thấy như thế, làm sao mà thiếp tin được bệ hạ? Đức vua vì thiểu trí đã thua mưu kế của hoàng hậu Manlika và ngỡ rằng: thật vậy, cái người mà đi vào phòng tắm vào giờ này sẽ có cảnh tượng tồi bại với người đứng từ ở trên cao nhìn xuống. Cho nên Đức vua đã bỏ qua câu chuyện đó và vẫn thương yêu sủng ái hoàng hậu Manlika. Riêng về hoàng hậu Manlika có sự suy nghĩ rằng: Đức vua kém trí cho nên bị ta lừa gạt, nhưng mà ta cũng đã tạo ra cái ác nghiệp là lừa dối Đức vua bởi những cái lời không thật. Bậc đạo sư cùng 80 vị đại chánh đạo cùng 2 vị thượng thủ tinh văn cũng sẽ thấu rõ việc làm của ta. Ôi quả thật vậy, tội của ta đã làm rất là nặng nề. Và được biết rằng hoàng hậu Manlika là một trợ thủ đắc lực cho Đức vua Vasenadi. Chính hoàng hậu đã nhiều phen giúp Đức vua gỡ rối nhiều việc, như là cái việc cúng tế thần lửa phi pháp, việc thực hiện trai tăng một cách độc đáo, có 102 vua tiền quang hậu, đó là bố ý, bố thí vô tỷ, và mỗi ngày 140 triệu đồng tiền vàng, cả thứ vật dụng là lọng này, bảo tọa này,
cái bàn nhỏ thấp kê trong vô giá. Tôi đã tạo nhiều công hạnh như thế, nhưng mà khi gần đến lúc lâm chung, Hoàng hậu Malika không nhớ tưởng đến thiện sự mình đã làm. Trái lại, Hoàng hậu lại bức rứt do nhớ cái ác nghiệp tà hạnh, cho nên khi mệnh chung sanh vào địa ngục A Tỳ. Trong số các vị hoàng hậu thì đức vua Vasenadi sủng ái hoàng hậu Malika nhất. Rồi sầu khổ nhớ tiếc nên đức vua suy nghĩ, sau cái lễ tề tì, trẫm sẽ đến hỏi Đức Thế Tôn cho biết cái nơi mà nàng sẽ tái sanh. Rồi đức vua người giá đến chùa Kỳ Viên, vào đến lễ Đức Thế Tôn, ngồi nơi phải lễ. Trong khi đối thoại, Đức Phật đã khiến cho Đức Vua quên đi cái câu cần phải hỏi mà mình đã dự định. Ngài thuyết pháp thoại đến Đức Vua. Đức Vua để tâm nghe pháp, suy luận theo pháp, rồi an trú trong pháp của Đức Thế Tôn. Và Ngài đã hoan nghĩ ra về. Nhưng mà khi đến hoàng cung thì Đức Vua mới sực nhớ lại cái câu hỏi mình phải hỏi Đức Phật là sự tái sanh của hoàng hậu Malika. Rồi nói với quan hộ giá: này các khanh, trẫm dự định sẽ hỏi bậc đạo sư về nơi tái sanh của hoàng hậu Malika. Nhưng mà khi đến trú xứ của chùa Kỳ Viên thì trẫm lại quên mất. Mai này trẫm sẽ đến tỉnh xã để hỏi về. Nếu mà quên thì các khanh hãy nhắc trẫm. Hôm sau đức vua lại thăng hành đến chùa Kỳ Viên, định bạch hỏi về nơi tái sanh của hoàng hậu Malika. Bậc đạo sư cũng lại khiến cho đức vua quên đi mục đích của mình. Việc này kéo dài suốt cả 7 ngày. Và đến ngày thứ 8 thì hoàng hậu Malika được siêu sanh về quả trời Đâu Suất Tushita. Hoàng hậu chỉ chịu khổ trong địa ngục có 7 ngày mà thôi. Và tại sao bậc đạo sư phải làm cho đức vua lãng quên như vậy? Hoàng hậu Malika là người được đức vua ái nhất, mà bà lại là người có nhiệt tâm với Phật giáo. Nếu mà đức vua biết rằng hoàng hậu thọ khổ trong địa ngục thì ngài sẽ còn là một người phàm, cho nên không chịu suy nghĩ sâu, đức vua sẽ rơi vào cái tà kiến và cho rằng người mà ta thương yêu nhất như là hoàng hậu Malika có đức tin nhập thành với tam bảo như thế mà khi chết phải đọa vào địa ngục, thế thì ta còn bố thí đến các vị tỳ kheo tăng để làm cái gì? Và như thế đức vua sẽ bãi bỏ việc để bát cúng dường đến 500 vị tỳ kheo mỗi ngày tại hoàng cung. Ngoài ra với vương quyền của đức vua có thể tạo ra những ác trọng nghiệp khác dẫn đến khổ cảnh nữa. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn đã khiến cho đức vua lãng quên trong suốt 7 ngày. Vào sáng ngày thứ 8, Đức Phật đi bát và thân hành ngự đến trước ngọ môn. Quan Dĩ Cổng Thành báo tin cho đức vua rằng Tàu Đại Vương Đức Thế Tôn đang ngự đến. Đức vua ra khỏi hồn cung rước bát và thỉnh ngài vào cung nội. Nhưng mà bậc đạo sư tỏ ý muốn ngồi nơi kho xe của hoàng gia, và đức vua hội ý mới thỉnh ngài đi vào nơi cao quý tại đó, rồi cho người dân cúng cháo bánh ngọt điểm tâm. Xong rồi đức vua phải lẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, trẫm định đến nơi ngự của ngài để hỏi về sự tái sanh của hoàng hậu Malika. Nhưng mà suốt cả 7 ngày qua khi đến tịnh xá, trẫm đều quên mất. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay hiện nay hoàng hậu Malika tái sanh về cảnh giới nào? Tâu Đại Vương,
lệnh bà đã sanh lên cõi trời Tushita đầu suốt. Bạch Thế Tôn, nếu mà hoàng hậu Malika không sanh về nơi ấy thì còn ai có thể sanh lên cảnh đó được? Bạch Ngài, một hoàng hậu như hoàng hậu Malika thật là khó kiếm. Đúng vậy, ở khắp nơi, nhất là tại các chỗ ngồi, bà cứ luôn miệng nói ngày mai thần thiếp sẽ cúng dường vật này lên Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng, thần thiếp sẽ làm việc này. Ngoài cái việc đó sắp đặt việc cúng dường, bà không có phần sự nào khác. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi mà hoàng hậu mệnh chung, long thể của trẫm nghe rú riệt bần thần. Đức Phật mới an ủi Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, chớ nên ưu tư, sanh tử là lẽ thường đối với tất cả chúng sanh. Nói rồi Ngài lại nói rằng: Tâu Đại Vương, chiếc xe này của vị nào? Đức Vua chắp hai tay lên cõi đầu và đáp rằng: Bạch Ngài, chiếc xe đó là của Tiên Vương Trẫm. Ồ, con chiếc này là của vị nào? Bạch Ngài, đây là phu vương của Trẫm. À, con chiếc này là của vị nào? Bạch Ngài, đây là chiếc xe của Trẫm. Bây giờ Đức Phật mới dạy rằng: Tâu Đại Vương, do đâu mà chiếc xe của Tiên Vương Đại Vương không sánh kịp chiếc xe của Phụ Vương Đại Vương, và chiếc xe của Phụ Vương Đại Vương không bị kịp chiếc xe của Đại Vương? Những cái vật hữu hình như vậy, dầu là khúc gỗ, cây cũng đều phải mục, phải cũ, phải già, huống chi là cái xác thân. Tâu Đại Vương, pháp của bậc trượng phu thì không cũ không già, chứ cái thân của chúng sanh thì mà không già không cũ là chuyện không hề có. Một cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, và cái thân này dù có trao dồi cũng có lúc phải già yếu, chỉ trừ thiện pháp của các bậc thiện nhân là không có bị suy già, và cứ di chuyển từ người lành này sanh qua người lành khác. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 151 này: Chì rành tí huệ ra cha ra thà su chi ta ác hồ sa ri rầm vi cha rằng u bề tí sa tành cha tham mô na cha rằng u bề tí sanh tô á huệ sắp thí phá huệ đã dành thi. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên đó bậc thiện. Đây đại ý câu Phật ngôn 151 tức là các bậc trí tri từ cái thân của chúng ta, Đức Phật ám chỉ chiếc xe, dù là xe của vua tốt đẹp được trang hoàng bằng những cái thứ báu và những cái vật quý khác thì nó cũng phải đều cũ lần lần cho đến cái phút cuối cùng là tan rã. Và khi mà tổ Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều chúng sanh chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả, tu đạo quả. Vì những sự này cho chúng ta ý nghĩa Malika trùng thọ khổ hình, nếu vô hỏi Phật khó làm tin, chờ bà siêu thoát về đâu suốt, vua mới hay bà được vãng sinh. Nói thật hại người mình, làm tin phải biết cách làm tin. Đây là công án mà Phật giải, nói pháp hợp thời, hợp lý, tình. Với vua Phật hỏi chuyện xe vua, long thể khi già cũng chịu thua, chánh pháp truyền thừa hằng sáng tỏ, đời đời chẳng biết sự già luôn.
sai, duyên sự câu Phật môn 151 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Thời gian còn lại là chúng ta sẽ thảo luận. Nhưng mà trước khi thảo luận, có vị nào cảm thấy rằng câu Phật môn này mình chưa đọc, muốn đưa tài liệu đọc và tâm đắc câu Phật môn này? Alo. Trước khi tức là những quý vị mà mới vào sau, thì quý vị có thể đọc xong rồi có ý kiến về câu Phật môn này. Chúng tôi đưa lên cho quý vị thấy ha. Câu Phật môn 151. Quý vị nhiều khi thấy dài quá rồi phải ngại. Nhưng mà dễ chứ không có, chúng tôi đọc trước một lần để rồi Huynh Hạnh Phước ha. Huynh Hạnh Phước sẽ đọc ha. Chúng tôi đọc trước. Chi rành tiết về ra cha rác thà su chi ta ác thù xá rì rầm cha rằng u bề ti sa tành cha thầm mù na cha rằng u bề ti sành tù ha quề sắp phi bao quề đa dành tiết. Đó là trường âm đoạn âm ha. Rồi dòng kể là ở đây 11 từ thì chúng ta 443 theo cái âm điệu 443 hả. Nhưng mà cố gắng đọc một lần hai câu ha. Chi ranh ti quê ra cha ra tha su chin ta thô sa ri rầm vi cha răng u bê tì sa tanh cha thâm mô na cha răng u bê tì san tô ha quê sam phi ba quê đa danh tì. Như vậy là huynh chú ý ha, 443 thì chúng ta sẽ có được một giọng kệ. Rồi đọc lại một lần nữa này. Chi ranh ti quê ra cha ra tha su chin ta ngà thô sa ri rầm vi cha rắn u bê tì sa tanh cha thâm mô cha rắn u bê tì sanh tô ha quê sâm phi ba quê đa danh tì. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp Phật thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên cho Phật thiện. Rồi mời Huynh Hạnh Phước. Dạ mọi, alo mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ. Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Thầy Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Dạ con xin thành kính lĩnh lễ Ngài Chí Đức. Con xin thành kính lĩnh lễ quý Tăng Đại Hữu. Con xin được đọc câu pháp cú 151. Dạ con cảm ơn Ngài đã cho con tín hiệu và sức phòng nghe đã cho con tín hiệu. Chi răng tí về cha rát chi, dạ con xin đọc lại. Chi răng tí về cha ra cha rát tha su tít ta a thô sari rang bit charang upedi sa satang jatham mona charang upedi sangdo have sapi dave dayang di. Dạ con xin đọc lại từ đầu. Chirang di ve ra charatha suchitta
Atho sari asari rang di charang upe di satang cha thamo na charang upe di sangho have sapi bave tayang di. Dạ, con xin phân tích ạ. Chi trường âm răng trường âm nhấn tí đoạn âm về trường âm thông thường ra trường âm thông thường cha ra hai đoạn âm tha trường âm thông thường su chi hai đoạn su ha su đoạn âm chít trường âm nhấn ta trường âm thông thường á đoạn âm thô trường âm thông thường sa trường sa đoạn âm ri trường âm thông thường ra râm trường âm nhấn tí đoạn âm cha đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm u đoạn âm p trường thông thường tí đoạn âm sa đoạn âm tăng trường âm nhấn cha đoạn âm thầm trường âm nhấn mồ trường âm thông thường na đoạn âm cha trường chá đoạn âm răng được trường âm đọc theo giọng nguyên âm u đoạn âm p trường âm thông thường tí đoạn âm xăng trường âm nhấn tô trường âm thông thường h đoạn âm v trường âm thông thường sắc trường âm nhấn tí đoạn âm tá đoạn âm v trường âm thông thường đá đoạn âm dăng trường âm nhấn tí đoạn âm. Dạ, giờ con xin đọc bài kệ ạ. Chi ran di ve ratha ratha sucita atho sari rambi charam upeti sang tang cha thammo na charam upeti Sangho have sa pipa ve ta yang di. Xe vu đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Phát bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện. Nói cho bậc trí thiện. Câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc hết. Con có chỗ nào sai nhiều và con xin đạo tràng và thầy sư sửa bài cho con. Dạ, con xin nhường lại mic. Dạ. Sa thủ sa thủ huynh hạnh phước vào trễ ha. Cái quan trọng ở đây tức là chúng ta phân tích để biết được trường âm và đoạn âm. Khi mà biết được trường âm và đoạn âm thì cái giọng đọc của chúng ta rất là tự tin ha. Huynh là người chính sao, nhưng mà trong cái sự phân tích trường âm và đoạn âm rất là ổn định. Đó là một điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Vậy thì khi mà đọc cái câu Phật ngôn 151, Huỳnh có ý kiến như thế nào? Đã nghe duyên sự rồi thì bây giờ qua câu Phật ngôn này, Huỳnh hạnh phước chia sẻ với đạo tràng ha. Huỳnh hiểu như thế nào về câu Phật ngôn này, và qua cái duyên sự của Hoàng hậu Malika, một người tạo rất là nhiều thiện sự, nhưng mà tại sao người ta nói rằng ở ác thì sống lâu mà là người hiền thì chết sớm, hoặc là người mà làm những việc thiện tại sao lại gặp những cái cảnh khổ đau?
giống như hoàng hậu Malika. Tạo những thiện sự như vậy tại sao có đọa vào khổ cảnh? Rồi mời huynh Hành Phước có ý kiến ạ. Người ta nói ở ác sống lâu, ở ác sung sướng, mà tại sao người làm việc lành lại đau khổ? Rồi xin mời huynh ha. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin trả lời câu hỏi của không phải là con xin được nói nêu lên ý kiến của con về câu câu pháp ngôn sự này. Hồi nãy Đức Chí Đức đã nói hỏi con ạ. Dạ. Sau khi nghe bài hồi nãy nói lại của bà hoàng hậu thì người tại sao mà đã làm nhiều chuyện tốt và nhiều thiện sự như vậy mà vẫn phải đổ vào địa ngục, vẫn phải gặp khổ cảnh? Dạ, theo con hiểu là như vậy. Ai rồi thì mình đang trong kiếp phàm phu thì ai rồi cũng sẽ tạo ra những các cái mình sẽ cũng tạo nghiệp lành và có tạo nghiệp tốt. Nghiệp lành và nghiệp tốt nó sẽ đi theo mình, nó không có phải biến mất hoặc là nó tiêu trừ đi, tức là nghiệp lành nó vẫn còn ở đây và nghiệp ác nó cũng có ở đó. Nghiệp lành nó cũng ở đây, nghiệp ác cũng ở đó. Nó không có phải bị cứng trừ như là tôi làm nghiệp ác nó là bị trừ tiền, mà tôi làm nghiệp lành nó được cộng tiền hoặc là cộng điểm hay là trừ điểm. Lành và ác nó là hai bên khác nhau, nó bỏ lên một cán cân thôi, tức là nó vẫn được trụ ở đó. Khi phước mình chỗ, phước lành chỗ thì mình được hưởng nghiệp lành. Khi mà còn nghiệp ác mà khi chỗ lên thì mình lãnh nghiệp ác thôi. Tạo ra cũng cái mình tạo ra thì mình phải lãnh lại và mình phải trả. Cái đó là chắc chắn là phải trả, cái đó là không thể nào không trả được. Cho nên thì bà hoàng hậu, nhưng mà bà hoàng hậu tạo bao nhiêu nghiệp lành thì bà hoàng hậu chỉ bị đổ vào địa ngục có 7 ngày thôi. Sau 7 ngày đó thì sau khi bà hoàng hậu trả hết cái nghiệp ác đó thì bà hoàng hậu vẫn được đi về cõi trời thôi, vẫn đi về cõi tốt đẹp thôi, chứ không phải là nói là bà hoàng hậu ok cái ác đó mà cứ đỏ đầy hoài và đỏ suốt. Dạ, không có như vậy. Còn những người bây giờ mình nhìn thấy họ đang giàu có mà vẫn tạo nghiệp ác hoài được như vậy thì nhiều khi mình phải coi lại là họ kiếp trước đã tạo được những nghiệp lành gì, bây giờ họ đang được hưởng mà nghiệp ác lại chưa tới. Hoặc là như vậy, khi mà họ tạo những nghiệp ác, mình nhìn thấy như vậy, và trong khi mà giết một người mà cứu được vạn người thì không biết là họ đang tạo nghiệp ác hay là tạo nghiệp lành, hay là tạo nghiệp ác ít hơn, nghiệp lành nhiều hơn. Thì trong đó thì nghiệp ác vẫn ghi và nghiệp lành vẫn ghi. Thì khi mà nghiệp lành ghi như vậy, khi mà nghiệp lành đang chỗ thì họ cũng được hưởng cái tốt ngay trước mắt thôi, còn nghiệp ác họ sẽ trả dần hoặc là trả vào kiếp sau. Còn có nhiều người mà cứ ở bên ngoài thì tô điểm cho thật là đẹp đẽ đi nữa, tô điểm rất là đẹp, đang làm những cái chuyện lành, chuyện tốt này kia, mà tới cuối cùng ở phía sau lại là những cái chuyện ác,
chuyện không có ra gì, hoặc là đang hại chúng, đang hại mọi người, mà nhiều người nhìn vô lại không có thấy cái xấu xa đó, chỉ thấy cái tô điểm đó, thì mình lại coi như là tôn sùng người đó, hay là tô vẽ người đó lên, hay là đẩy người đó lên cao, mà thực chất là người đó lại đang xài cái nghiệp lành của mình và tô vẽ nó lên cho mọi người thấy, mà phía sau lại hại rất là nhiều người. Thì bây giờ thì mình là phàm phu, mình chỉ nhìn thấy những cái mà mình nhìn thấy chưa chắc là thật, giống như là và hoàng hậu ở trong buồng rồi giao cấu với con chó, có vẻ có thể là đức vua mới bắt đầu nhìn thấy và đức vua rất là bực, nhưng mà khi mà với không có vẻ là con nghĩ là không có nghĩa là đức vua không sáng suốt và không biết điều đó, hoặc là bị hoàng hậu gạt đi, mà nếu mà xưa đức vua phải nghĩ lại những cái đời những cái ký ức hồi trước, hoặc là những gì đức vua đã tha thứ từ cái lúc đó, cho nên thì không có để cái việc mà một chút xíu, không phải là một chút xíu, cái đó là chuyện to đó, nhưng mà không phải là vì cái đó để làm cho cảm tình, hoặc là để làm cho một người hoàng hậu tốt của mình như vậy là mình lại chê bai và đạp xuống, tức là mình vẫn để cơ hội cho cái cuộc sống đó vẫn tốt đẹp trở xuống. Dạ con xin hết, tại vì con có cái suy nghĩ riêng của con. Con không phải là nói là bào chữa cho ai hết, mà không có phải là để cái lòng, con nghĩ là đức vua có cái lòng cao cả và buông tha thôi, chứ không phải là đức vua lên không biết về điều đó ạ. Dạ con xin hết ạ. Sa tu huynh hạnh phước. Có một cái sự nhận định về nhân quả rất là rõ ràng ha. Thiện là thiện, ác là ác. Không thể nói rằng cái quả trứng gà mà nó nở ra con vịt được ha. Đó là một cái chuyện rất rõ ràng. Nhưng mà ở đây hoàng hậu Mallika là một người có trí tuệ, một người đã tạo thiện sự rất là nhiều, và đức vua rất là nể phục hoàng hậu Mallika. Đại khái như là cái việc mà một đại thí ha, tức là tổ chức ra một cái lễ trai tăng cúng dường suốt 7 ngày, mà trong 7 ngày đó thỉnh 500 vị thánh tăng, có cả đức Phật, và trong 500 vị thánh như vậy mà đại thí này, bởi vì dân chúng họ làm quá đi, không lẽ là nhà vua là thua dân chúng làm phước hay sao? Hai bên đua nhau để làm phước, thể hiện cái quyền uy và cái lễ phẩm mà mình cúng dường lên đức Phật vì niềm tin. Và thế là thỉnh 500 chư tăng hả, toàn là những vị thánh có đức Phật, cúng dường trong vòng 7 ngày. Mà cúng dường trong vòng 7 ngày như vậy thì bây giờ cái gì cũng đầy đủ. 500 cây lọng này, rồi 500 con voi để mà coi như cầm lọng để mà hầu các chư tăng ha, và đức Phật. Nhưng mà tìm ra 499 con voi thuần, còn một con voi nữa không có, kiếm không ra. Thì bây giờ làm sao đây? Những con voi thuần á thì đã huấn luyện rồi, thì đặt vị trí nào thì nó đứng vào vị trí đó. Nhưng mà riêng thiếu một con, bây giờ phải tính làm sao đây? Với trí tuệ của hoàng hậu Mallika, chúng ta thấy rằng một con voi trứng sẽ được điền vào cái chỗ trống, mà điền vào cái chỗ mà chư tăng vị nào đấy. Những con voi thuần thục các vị thánh thì thôi thoải mái rồi, nhưng mà bây giờ có một con voi trứng
là chưa được huấn luyện mà nó rất là hung hãn, mà hoàng hậu Malika lại bố trí ngay cái vị trí của ngài Angulimala. À, khi con voi ăn con voi trứng này nó nhìn ha, cầm cái lọng đấy nó tới nó nhìn ngài Angulima đó, thì tự nhiên nó là khuất phục, nó quỳ xuống này do cái đức độ, do cái lực của ngài Angulima đó, và nó đứng yên suốt 7 ngày nó cầm lọng cho ngài Angulima đó. Thì đây là một cái chuyện mà đức vua nhức đầu. Mình làm một cái cuộc lễ mà thua dân chúng, bây giờ coi như thỉnh 500 vị tăng mà coi như chỉ có 499 con voi à, mà tìm một con voi để mà điền khuyết, thì hoàng hậu Malika không phải là chọn những con voi mà dở dở ương ương, mà một con voi trứng. Thì đây mới thấy là trí tuệ của hoàng hậu Malika. Nhưng mà mình làm phước là làm phước, mình tạo tội là tạo tội. Một vị tỳ khưu với cái hạnh coi như là rất là trang nghiêm trong sự tu tập với đức Thanh Ca Hoa, nhưng mà khi đi qua một cái dòng suối nước chảy xiết cái bản tính sợ chết mà, cho nên đưa tay chụp một cái bụi lau, và cái sức nước nó đẩy con thuyền, và cái bụi lau đó nó lại đứt phăng đi, nó trôi luôn với con thuyền. Và vì đó nghĩ rằng vấn đề thảo mộc đây cũng là một giới luật, nhưng mà đây là chuyện nhỏ vì cái phản ứng tự nhiên để rồi bỏ qua tức là bước về thảo mộc làm cho nó mất đi sự sống, đó cũng là một cái giới nhỏ. Nhưng mà cái giới nhỏ đó để rồi khi mà cận tử nghiệp nó đến, vị này cảm thấy cái cổ mình nó ngứa ngứa có cái gì đó mà nó khó chịu. Và khi mà cái cổ ngứa ngứa khó chịu lại suy nghĩ về cái giới của mình, và thấy rằng trong quá khứ mình đi qua cái dòng sông đó, dòng suối đó, mình đã làm cho một cái bụi lau sậy nó bị đứt đi, và đó chỉ là phạm vào tác ác mà thôi, đúc là tác, nhưng mà không có sám hối. Để rồi bây giờ nó trào cử lại, nó hồi tưởng lại cái cảnh đó và thấy rằng sắp chết rồi, có vị tỳ khưu nào gần đâu để mà sám hối. Và thế là cái tâm ân hận bức rứt làm cho vị này phải đọa vào cái cảnh giới của súc sinh, đó là một con rồng trong cảnh giới của một con rồng. Thì cái vấn đề nhân quả nó rất là rõ ràng, cái thiện là thiện, cái ác là cái ác. Nhưng mà tại sao đức vua tới trong vòng 7 ngày mà đức Phật lại ngăn che để đức vua không nhớ, là mục đích mình đến chùa để hỏi đức Phật sự tái sanh của hoàng hậu Malika, một người mà mình sủng ái nhất, một người có trí tuệ, một người mà đã hướng dẫn cho đức vua khỏi có lầm lạc khi mà tế đàn, tức là khi nghe 4 tiếng Dusanaso thì đức vua giật mình sợ hãi, không biết rằng tại sao trong đêm khuya thanh vắng mà những cái tiếng hát rùng rợn nó xuất phát lên. Bởi vì đó là bà con quyến thuộc của đức vua, người ta tới ta xin phước. Nhưng mà khi nghe những cái tiếng la hét rùng rợn như vậy thì mới hỏi những cái vị quân sư, mà quân sư thời kỳ đó là những cái vị bà la môn ngoại giáo, thì họ nghĩ rằng ông vua hỏi mà mình nói mình không biết thì sẽ bị ông vua khi dễ thất sủng, cho nên mới nói bừa. Đây là một cái điều rất tai hại cho lòng nhang, cho cái mạng sống của ngài. Nếu mà ngài không cúng thần lửa thì cái mạng sống của ngài sẽ
em bị gặp nhiều cái cảnh đau khổ và yếu mạng. Thì quý vị biết là ai lại không sợ chết, mà khi nghe nói như vậy thì ông vua sợ quá rồi chấp nhận cúng thần lửa bằng cách bắt đồng nhi nam nữ, trâu bò heo chó, mỗi thứ 100 con, rồi cột lại trước sân triều, đào một cái hố thật sâu, bỏ củi xuống dưới, rồi đốt cho nó cháy hừng hực lên, và lấy máu của những chúng sanh này đổ xuống đó để tế thần lửa. Và người ta nghĩ rằng những cái sinh mạng mà bị chết đi do tế thần lửa sẽ được về cõi phần thiền. Và cái hành động này sẽ làm cho đức vua được trường thọ. Khi mà cột ở trước sân triều la hét bò rống, rồi dê keo gà gáy chó sủa hoang hoang ồn ào về, nhất là những đứa con nít bị bắt ra đó là khóc, những đứa nhỏ đồng nam đồng nữ la khóc, thì gia đình họ cũng khóc than vì con mình. Tiếng ồn ào như vậy làm cho hoàng hậu Malika ở trong hoàng cung nghe và hỏi chuyện gì. Và khi biết được cái sự thật là vua ra lệnh bắt để mà tế lửa, tế thần lửa, thì mới đến trình cho đức vua biết rằng tại sao lại nghe những cái lời của mấy ông quân sư. Nghĩa là mình sống, mình giết người ta, sống trên cái sự đau khổ của người khác, thì đó là một cái chuyện mà không bao giờ có. Mình cứ đem lại sự an vui cho người khác, chứ tại sao mình làm khổ những người khác để mình được an vui? Hiện giờ Đức Thế Tôn đã xuất hiện. Ngài là một cái vị thiên nhân chi đạo sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Tại sao không đến bạch hỏi cái vấn đề này, mà phải đi nghe những ông bà lão môn mà coi như ngu xuẩn như vậy? Có bao giờ sự đau khổ đem lại hạnh phúc cho mình đâu? Và đức vua đã nghe lời hoàng hậu và tới đó. Để rồi Đức Phật cho biết rằng bà con quyến thuộc của Ngài 91 đại kiếp đã chờ Ngài rất là lâu, hôm nay gặp Ngài và đã báo hiệu cho Ngài biết rằng cái thời gian đã tới. Tức là Ngài là cái nhân tố quan trọng để cứu giúp bà con dòng họ mình được siêu thoát từ cái cảnh khổ của ngạ quỷ. Thì bao nhiêu cái việc làm của hoàng hậu Malika đã làm cho đức vua rất là thán phục. Cho nên khi mà hoàng hậu Malika lấp liếm, và đức vua vì cái lòng sủng ái kính phục mà bỏ qua những cái lỗi lầm của hoàng hậu Malika và tưởng đó là thật, bởi vì những cái việc làm về trí tuệ, những cái việc làm mà rất là ấn tượng của hoàng hậu Malika đã đi vào đầu óc của vua là số một. Cho nên 7 ngày trôi qua, Đức Phật Ngài cản, tức là dùng cái thần thông của mình làm cho đức vua phải xem nó đi lú lẫn, không biết rằng mình tới chùa Kỳ Viên mục đích chính là hỏi về sự tái sanh của hoàng hậu Malika, nhưng mà lại quên túc. Và đến qua ngày thứ 8, do cái ác nghiệp nhỏ nhoi đó và cái phước rất là nhiều của hoàng hậu Malika, và được sanh về cõi trời Tushita Đô Xuất. Khi biết chắc rằng hoàng hậu Malika được tái sanh về cõi trời, thì khi đó Đức Phật không phải là coi như ngồi tại chùa Kỳ Viên, mà đi thẳng vào hoàng cung để báo tin cho đức vua biết. Và đức vua rất hãnh diện, làm lành được vui, làm phước phải được lên cõi trời như là hoàng hậu Malika. Đó là cái chuyện chắc chắn, chứ không thể nào mà hoàng hậu Malika mà có đọa vào khổ cảnh, hoàng hậu Malika mà đọa vào khổ cảnh đó là chuyện không thể.
Đức vua tin tưởng một cách tuyệt đối là như vậy. Vậy thì đó là Đức vua Phật sự nó ý tin tưởng là như vậy. Nhưng mà qua nhân quả thì chúng ta thấy rằng làm lành được vui, mà làm ác phải chịu khổ thôi. Đó là một cái điều chắc chắn về cái lý nhân quả. Thường thường thì chúng ta ăn cơm cũ, một thịt cũ, vậy nên chúng ta cứ nghĩ rằng không có cái vấn đề mà coi như cái ác quả nó nhãn tiền. Mà khi mà chịu khổ rồi thì khi đó chúng ta mới thăng thần chất Phật. Đó là cái chuyện thường tình. Rồi với sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây Rất là hoan hỷ huynh hạnh phước đến sau về trước, có nghĩa là đến trễ, nhưng mà trong cái vấn đề học rất là căn bản, phân tích trường ở đoạn đó là điều quan trọng. Khi chúng ta học Pali chúng ta đọc sai, chúng ta biết mình đọc sai. Bởi vì sao? Quý vị phân tích được thì quý vị thấy được mình sai. Và khi thấy được mình sai, đừng có nên lấp liếm như Hoàng hậu Malika. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên kia toàn giác độc giác và kinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sacchawacce na sotthivo hotu sappada. Do lời chân thật này, chúng dân vợ phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền thần hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của